Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ngày hòa bình đang đến gần. Phát biểu trước công chúng Đan Mạch nhân kỷ niệm nước này được giải phóng bởi phát xít Đức trong Thế chiến II, Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẽ sớm giành lại hòa bình. Giấc mơ hòa bình sẽ thành hiện thực giống như điều đã xảy ra cách đây 77 năm. CNN dẫn lời ông Zelensky nói trong bài phát biểu được ghi trước đó được phát trước công chúng Đan Mạch ngày 4 tháng 5. Tổng thống Zelensky cảnh báo những gì xảy ra tại Ukraine sẽ để ảnh hưởng phần còn lại của châu Âu. Nói thêm, châu Âu có khả năng chấm dứt tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine. Ông Zelensky nói rằng không chỉ chúng ta mà những láng giềng cũng sẽ có hòa bình. Không ai có thể nói chiến sự sẽ kéo dài thêm bao nhiêu ngày, nhưng tôi tin rằng ngày tự do đang đến gần. Trong khi đó, giao tranh tại nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol tăng nhiệt, chỉ huy của trung đoàn Azov bên trong nhà máy. Trung tá nói rằng các cuộc giao tranh diễn ra quyết liệt khi lực lượng Nga phá vòng quay quanh nhà máy thép. Nghị sĩ Ukraine nói rằng quân đội Nga đã ở trong khu vực nhà máy Azovstal. Ông cho biết thêm đã nối lại liên lạc với lực lượng Ukraine tại nhà máy này sau khi mất liên lạc với họ trước đó. Ngoại trưởng Ukraine ngày 4 tháng 5 cho hay nhà máy vẫn đang được lực lượng Ukraine bảo vệ bất chấp các cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin nói lực lượng Nga không xông vào nhà máy Azovstal, thay vào đó ngăn Ukraine di chuyển đến vị trí chiến đấu. Tổng thống Putin ngày 21 tháng 4, thời điểm Nga tuyên bố giải phóng Mariupol, đã chỉ đạo lực lượng Nga không xông vào nhà máy Azovstal, thay vào đó thắt chặt vòng vây để một con ruồi cũng không thể nào lọt qua.